Quay trở lại với kênh channel của Sao Lại Giờ Này TT. Và như còn được thấy thì mình đang bên cạnh mà đó chính là cặp đôi của gọi là Kairos và Simi-chan. Rồi. Trời đất ơi. Ok, và trước khi xem video các bạn kêu cho Sam một like nè, một share, một subscribe. Đừng quên là đăng ký mình và tất cả thành viên trong hệ với mình nha. Và nếu các bạn thương Sam hơn nữa thì các bạn chỉ cần xem video của Sam có hiện quảng cáo, thì các bạn chỉ cần xem video quảng cáo giúp Sam từ 5 đến 10 giây thôi là giúp Sam có một số tiền nha mọi người ơi. Okay, thank you, thank you. Đó, thì hôm nay mình sẽ cùng cặp đôi Simi, cặp đôi Sammy và cặp đôi Simi sẽ gọi là thi một trò chơi rất là hay, đó là thử thách 24 giờ. Đó, thì tụi mình sẽ thử thách cái gì? Và tụi mình sẽ thử thách 24 giờ xây nhà tình yêu. Trời đất ơi, nghe ngọt không? Trời đất ơi, Phong ơi, ngọt không? Ngọt không? Trời ơi, trời ơi. Tôi không quen. Bởi vì từ nãy không ai giới thiệu tôi hết, chỉ giới thiệu của mình Sim Kai là sao mà không ai giới thiệu tôi là Phong Cận TV đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Mini World, không ai giới thiệu hết. Phong ơi, bây giờ ngôi nhà tình yêu này là màu của ngôi màu của tôi đây. Hay là hai màu luôn? Hai màu luôn. Ok, bây giờ ông xây cái nền đi, tôi sẽ xây gọi là cái ông xây cái gọi là cái khung đi, tôi sẽ lên cho. Thời luôn á, bà này không biết hết trơn, tôi chỉ nè, bây giờ bọn mình sẽ xây một cái hình trái tim hiểu không? Sau đó là cho một nửa màu xanh, một nửa màu xám đó, cho thêm cái cửa vô nữa. Trời ơi. Hay nha. Trời ơi, bên đội kia trời ơi thiệt tình luôn á nè. Bây giờ mình còn có ý tưởng táo bạo hơn là mình sẽ xây nhà tắc kè. Cái gì vậy? Cái gì cây á? Trời đó. Rồi. Cây sẽ chỗ tài xây nhà giúp em một cây. Rồi ok ok, cụ lên nha. Ôi chết, hai màu chứ. Đây, màu xám nè. Trời ơi. Hai Ron phải xây nhà một mình vậy mà bày đặt nói là gì tình cảm gì? Tình yêu. Trời ơi, lừa tí đâu anh, lừa tí đâu. Mà bên kia đã gọi là vội vàng đắc ý. Trời ơi. Xây nhà một mình luôn kìa, tội nghiệp cây Ron quá. Bạn gái không quan tâm. Thôi giờ Kai với Sim chỉ cần gọi là xây một cái ngôi nhà, một cái ngôi nhà hình vuông thôi là đủ ấm rồi Sim. Rồi ok. Ngôi nhà hình vuông hả? Hợp lý. À vậy ra chỉ cái gì mà liều tóc liều chanh hay chanh tím vàng đúng không? Ờ đúng rồi, giờ Sim có muốn gọi là Kai trang trí cái ngôi nhà của mình có khuôn mặt không? Kai sẽ biến nó thành. À bây giờ Sim hiểu, bây giờ Kai xây, Kai với Sim phải Kai một cái liều, Sim một cái liều đấy. Cho nó đủ đây. Mà cái hình khuôn mặt của Kai không ai dám ở luôn Kai. Một tấm liều chanh hay trái tim vàng. Ghê ghê quá, giống kiểu xây nhà cái gì vậy? Trời đất ơi. Đấy. Rồi, nhà tôi thấy ý tưởng, mọi người thấy ý tưởng táo bạo không? Một cái trái tim siêu to khổng lồ ấy. Đó. Phong ơi, Phong. Vậy? Ông có công nhận với tôi là hai ngày này sao dùng đi cắm trại chứ xây cái gì? Hai cái lều chứ cắm trại có. Trời đất ơi. Trời, cái này là xây nhà cắm trại chứ cái gì? Cứ bình tĩnh, bọn mình xây luôn cái trang trại luôn. Trời đất ơi, cái gì xây nhà tình yêu cho mà xây cái trùng phủ luôn à, ghê vậy? Trời đất. Rồi. Mình xây luôn cái trang trại luôn rồi trời ơi. Ê có lịch bảo không ta Phong ấy, tình yêu là lịch chung Phong hay là vừa rồi? Này có Phong bình thường mà, thấy đẹp mà. À ok, không tôi bảo là cái màu này để tôi thêm cái gì cái đường đỏ Phong vậy không? Đó gọi là dây đỏ tình duyên đó ở giữa này đó. Tuyệt vời. Úi chết rồi Phong ơi, tôi đập lộn rồi. Đó. Ở đây. Đó, dây đỏ tình duyên này. Trời ơi. Sam ơi. Thôi bà này. Ủa bỏ ra bà, không biết gì hết trơn á, xây vậy mà cũng xây đến Phong chỉ cho Sam nè. Đây để Phong chỉ cho nè. Bây giờ mình phải lấy cái cây súng bắn sơn nè, hiểu không? Ừ, rồi mình vậy. Chọn cái màu đỏ đỏ đẹp đẹp tươi tươi vô rồi xong mình sẽ để ở đây thế này, xong mình sẽ xây nó thành hình trái tim luôn. Đây. À là bên trong này, bên trong ngoài trái tim bên trong có trái tim luôn à. Ừ hay. Đúng rồi. Ủa bây giờ mình xây thông minh mà. Rồi bây giờ mình xây cái nhà trái tim luôn rồi Phong. Trời đất ơi, nhà ơi to nha. Trời ơi, xây nhà to vậy. Nhà to mà, nhà to đẹp mà. Thì mình giàu, mình nhớ nhà to, ai nghèo bên kia đâu. Xây được cái nghèo rồi. Đó rồi. Người ta nghèo nhưng mà người ta chân thành, bạn hiểu không? Đúng rồi. Ai nghèo mà chân thành mọi người. Ok mọi người đoán xem thì ngôi nhà tình yêu của Sam đẹp hơn là ngôi nhà tình yêu của Kairos và Simi đẹp hơn? Đừng quên comment vì giờ Sam biết nha. Ok thì bây giờ tụi mình đang trong quá trình gọi là gì ta, thi công mọi nhà, không biết nhà ai đẹp hơn mọi người ơi. Trời ơi, hồi hộp quá à. Kai ơi, hai giờ hai đứa mình xây nãy giờ mệt rồi, hai đứa mình ra tiệm trà sữa uống còn lại để cho hai bạn nữ xây đi. Gì vậy? Bây giờ mình có ý kiến này hay hơn nè. Sao? Mình xây nhà tình yêu của hai đứa mình đi. Ủa cái gì vậy? Lý đó. Ủa Phong ơi, xây màu đen mà. Cần mỡ, bắp cần à, bơ. Chết rồi. Không cần thớ, cần cay cơ. Ê Phong ơi tôi lỡ xây màu đen rồi, giờ sao xây màu xanh hả? À? Chết rồi. Không biết. Trời ơi trời, đây tôi làm cho. Bạn này. Ai biết ơi, câu khả thính này của Phong kém quá, để mình nói à. Muốn đẹp thì dùng app, mà muốn ấm áp thì về bên Kai.
Tao thấy làm sao mà nói bây giờ, bây giờ nãy giờ Kai nói thả thính với Phong nhiều, giờ Kai sẽ bắt đầu qua thả thính Sim nè. Okay, chắp tay con lại ông trời, thương con khổ tới người con yêu. Trời ơi, không sợ quá. Để các bạn không biết cái câu chuyện này rất là vui nha mọi người. Lúc mà Kai nói cái câu thơ là chắp tay con lại ông trời đừng mang đau khổ đến người con yêu thì đúng ngày mai Simi sốt mọi người. Ủa mà Phong ở nhà này sao sống Phong thấy nhà nó gập ghềnh giống kiểu cái thác á. Giờ sao? Trời ơi, Sam không biết gì hết trơn. Đây là nhà độc đáo phải không? Nhiều khi bây giờ tôi xây nhà ra xong cái ở ngoài đời thật người ta làm cái nhà y hệt vậy luôn á. Có hả? Sao tôi không biết mà. Bây giờ Kai sẽ gọi là nuôi khủng long tại nhà tình yêu của mình. Tôi nhắc ông luôn giờ. Đúng chắc... rồi, Kai nuôi khủng long cho nó ăn thịt Sim luôn. Trời ơi, đó, trời đất ơi, đẹp quá Phong ơi. Ôi, trời ơi, nhà Phong xây tất nhiên phải đẹp rồi. Ủa? Nhà của cây ron tuổi. Ủa Phong ơi, ông trời tí ơi, nhà mình là nhà gọi là đơn giản nhưng ấm áp. Ý ra Phong phải bảo là hai tụi mình xây chứ sao ông bảo là chắc ông xây vậy? Hả? Là sao? Ý ông sao? Hả? Rồi, nhà Sam xây được chưa? Hai tụi mình, nó mới nghe tình thương mến thương. Nhà hai tụi mình xây được chưa? Đó, được, được. Trời ơi, đẹp quá trời đất luôn. Đó, có cái đường nhìn nó sang gì đâu á. Đó, còn thêm mình vừa thêm mỗi cây mà bây giờ mình vẫn chưa dám qua gọi là nhìn qua bên nhà của Sim tại bên mũi là tí nó so sánh mới đẹp. Đó. Ui. Cây cầm cái ông da đen làm gì cây? Để gọi là cho nhà của chúng ta thêm gọi là ông mà đập sắc. Đó, tôi đập ông luôn á. Để gọi là cho hai anh dây đen bên này. Hai anh dây đen cái cổng, hai anh dây đen cái cổng. Phong ơi, bây giờ vào trang trí phòng nè. Vào trang trí phòng ông muốn nè. Đó, đây là trang trí phòng đi Kai ơi. Đó. Đây rồi, hết trang trí luôn, trang trí nè. Đây. Bỏ mấy quả mềm vô trong nhà trang trí coi. Mày điên hả? Ông muốn gì không? Giết qua giờ. Cái bàn này, cái ghế, hoặc là cái ghế này cho mình sẽ ký thêm một em Nezuko ở trong nhà. Ông bị khùng không? Tôi giết bây giờ. Ủa gì vậy? Đây này, ủa gì vậy? Đi dắt gái rồi vào đây. Hả? Trời ơi. Con ở đây. Trời ơi. Nezuko, Nezuko vào đây. Vào đây, vào nhà tình yêu ông. Đừng quên. Đây. Ông là chết rồi, chết đi. Chết. Nezuko, Nezuko. Ông cay vào em. Nezuko, Ông tôi quên mất. Tôi quên mất đây là nhà của riêng của hai đứa mình. Ai biết đâu tôi quên mất. Ông bây giờ. Trời ơi. Tại vì tôi thích coi anime, tôi thích Nezuko cho nên tôi tính là người ta chỉ thích coi anime thôi rồi sao kỳ. Thế thích mà sao dắt mình về nhà là sao vậy? Dắt về nhà là sao? Thích kiểu gì kỳ vậy? Vậy à, cho Doraemon cho được không? Mệt. Bỏ mấy cá vào này Phong ơi. Đó, thì ê, nếu mà Phong đã nói gì thì mình sẽ để khủng long ở nhà. Đó, không có giết không nè nó. Bữa nữa cây đi làm cái cây về thấy Simi còn bộ xương. Rồi đó, rồi đó, mấy con cá này. Ui, dễ thương quá à. Tao bày con cá vào. Ui, mình là người, mình với Phong cùng là cái heo. Cái heo mà có mập phải không? Nó nuôi cá, nó nghe tình cảm không? Đây là cá con nè, đó bên dưới hồ những bạn cá con nè, đó những bạn fan tụi mình nè. Trời ơi, mọi người thấy không? Ui, dễ thương quá. Mọi người thấy không? Mọi người thấy. Bạn nào thấy ngôi nhà tình yêu của mình dễ thương đừng quên comment mình video Sam biết nha. Rồi, Sam xong rồi, tôi vẫn chưa dám quay lại với mọi người. Mình vẫn gọi là mình là một người chơi rất là đó. Khủng long này ở đâu ra nè Sam ơi? Ủa đâu vậy? Đâu vậy? Khủng long nhìn nó mua chứ. Tài chết quá. Ủa là khoa đẹp mà. Khủng long nhìn nó mua vậy? Là không ảnh. Trời đất ơi. Khoa đâu nay đẹp rồi. Rồi, xong chưa? Chấm điểm rồi. Rồi, xong nè. 1, 2, 3, quay lại. Ui, ui, dễ thương nhở. Ta xin giới thiệu một túp liều chanh hay quả tim vàng à. Ủa mà sao nhà ăn cay màn hình ghê vậy? Màn hình led chơi 65 inch. Trời ơi, rồi, ông rảnh quá. Đây là nhà em nè. Ê, Phong ơi, đây xem nè Phong. Phong ơi, tới đâu? Ông đâu rồi? Gia đình hạnh phúc. Hai con người rất là bình dị của mấy bé siêu dễ thương nhở. Ui, mọi người công nhận là nhà của Sim với Kai tuy đơn giản nhưng rất là đẹp luôn mọi người. Mọi người thấy nhà của Sim Kai đẹp đừng quên, đẹp thì đừng quên comment vì dễ sao biết nha. Ui, nhìn nó đơn giản đúng nghĩa là gì đó, hai gì đó, một túp liều chanh hai trái tim vàng mọi người. Trời ơi, đẹp quá trời luôn. Rồi tôi chồng tôi thấy đẹp rồi đó. Rồi Phong thấy sao không? Ông ơi thấy sao? Ủa, thấy lâu quá. Một em. Cái này cây mà để mà có bạn fan chấm nữa. Ủa mà sao có hai ông da đen gì đó ngồi canh nhà vậy? Ủa hay cho đây cái cổng, hay cho đây cái cổng. Cô mày em, cái này không phải của em, cái này của Kai. Cái gì là chỉ biết của Kai rồi đó. Rồi xong kia Phong. Ui, ui. Thôi luôn hai anh vậy sĩ canh trước nhà luôn à. Rồi để nhà có gì vậy Sim? Đó, welcome. Đây. Mấy con nè. Bay lên cao rồi nhìn, bay lên cao.
bao vậy là nguyên trái tim luôn. Đó, đó chưa? Nè mọi người coi nè, nhà của Phong là có cái chữ Mini World. Tại sao Phong lại để ở đây? Là bởi vì tình yêu của Phong còn dành cho cả game Mini World nữa. Đó, ghê wow. Không? Ôi, đẹp quá à. Ui, mọi người thấy không? Đó. Mình để ý là trong trái tim thì có thêm một trái tim nữa. Đó, thấy chưa? Vậy thôi, vậy thôi. Cái này gọi là người ta nói là gì? Sâu thăm trong trái tim này một tình yêu siêu khủng lòng. Đúng rồi. Nè, Sim biết sao không? Có nghĩa như thế này nè. Trái tim nhỏ nhỏ bên trong là trái tim của Sam nè. Trái tim to lớn bên ngoài trái tim của Phong. Phong sẽ luôn bảo vệ cho Sammy, hiểu không? Đó. Rồi, ok mọi người ơi. Thì mình nghĩ là thử thách 24 giờ xây nhà tình yêu của cặp đôi Sim. À, cặp đôi và Sim Kai với cặp đôi là gì ta, Sam với là Phong cực của mình nghĩ là chắc là kết thúc của mọi người đó. Thì bây giờ mọi người đó, mình sẽ lia lại một vòng nha. Đây là nhà của Sam nha mọi người đó, một trái tim siêu to khổng lồ. Còn bây giờ là hai túp liều chanh nho nhỏ và hai trái tim vàng bên trong nữa mọi người nghĩ là nhà của Sim Kai đẹp hơn hay nhà của Sam Phong đẹp hơn? Đừng quên comment vì giờ Sam biết nha. Rồi, kết thúc nè. Chính chào mọi người nè. Ok, thì cả mọi người đã xem hết đi này. Nếu có thích video này, có cho Sam một like và share. Các bạn đừng quên subscribe Sam và tất cả thành viên trong hai tụi mình nha. Thì tạm biệt mọi người ở clip sau. Hẹn gặp lại. Bye bye.